đầu tiên của năm mới 2021 vừa qua đi với nhiều tin tức thời sự. Trong một điểm tuần quốc tế tuần này thì chúng tôi lựa chọn đưa tới quý vị những góc nhìn và các phân tích về sự kiện làm thế giới phải kinh ngạc nhất trong tuần này. Đó là ngày xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử nước này. Đến giờ thì khi mà kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã ngã ngũ với chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, cả thế giới vẫn chưa hiểu hết được những sự kiện đã diễn ra vào hôm 6 tháng 1 theo giờ Mỹ. Ngày 6 tháng 1 này được xem là một ngày đen tối trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ, khi vốn theo thông lệ thì ngày này lẽ ra phải diễn ra khá nhẹ nhàng, nhanh chóng và trong hòa bình. Nhưng không một ai có thể tưởng tượng nó lại trở thành ngày của bạo động. Khoảng 2 giờ chiều, những người biểu tình bắt đầu tiến hành bạo động, vượt hàng rào an ninh, nhanh chóng, họ tràn cả vào bên trong tòa nhà quốc hội. Họ phá cửa, vào tận phòng họp, nơi diễn ra hoạt động kiểm phiếu bầu tổng thống, chiếm cả vị trí chủ tọa và cả phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. Cuộc họp kiểm phiếu của Quốc hội Mỹ phải tạm dừng sau khi mới diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Tiếng súng vang lên bên trong điện Capitol. Đã có người tử vong. 3 tiếng rưỡi sau, điện Capitol vẫn bị người biểu tình chiếm đóng. Trong nỗ lực của các cơ quan chức năng, lệnh giới nghiêm toàn thủ đô Washington bắt đầu có hiệu lực vào lúc 18 giờ giờ địa phương. Lực lượng phòng vệ quốc gia của quân đội cũng được tăng cường từ 2 bang lân cận về thủ đô Washington DC để hỗ trợ cảnh sát cưỡng chế đám đông biểu tình ra khỏi tòa nhà quốc hội, thiết lập lại an ninh và trật tự tại đây. Tới tận 20 giờ, tức là 6 tiếng sau khi diễn biến chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ này xảy ra, Quốc hội Mỹ mới nối lại phiên họp kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống. Phải nói là trong lịch sử chính trường Mỹ thì có lẽ chưa có lần bầu cử tổng thống nào gặp phải nhiều trắc trở như lần này. Và từ việc kiểm lại phiếu nhiều lần tại các bang, những vụ kiện cáo và rồi cho đến ngày cuối cùng thì lại xảy ra bạo động. Câu hỏi đặt ra lúc này là vì sao người biểu tình lại có thể biến một sự kiện vốn có lịch sử ôn hòa trở thành bạo động? Ngay sau khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump kết thúc bài phát biểu trước những người biểu tình tại thủ đô Washington DC vào lúc 1 giờ chiều hôm 6 tháng 1 theo giờ địa phương, hàng trăm người đã đăng tải bài viết kêu gọi xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Theo tờ New York Times, trên các trang mạng xã hội của phe cực hữu, nhiều tài khoản đã chỉ dẫn và bàn bạc về việc người biểu tình nên đi đường nào để tránh cảnh sát, nên mang theo những dụng cụ nào để cậy cửa dưới phần bình luận của các bài đăng. Ngoài ra, có ít nhất hàng chục người đã đăng tải các bài viết về việc mang theo súng vào hội trường của tòa nhà Quốc hội. Còn theo đài truyền hình CNN, trước cuộc biểu tình, một số video TikTok cổ vũ bạo lực đã thu hút hàng nghìn lượt xem với tài khoản ủng hộ những người biểu tình thực hiện bạo loạn vũ trang tại thủ đô Washington DC. Một video trên ứng dụng TikTok có nội dung cổ súy bạo lực đã có gần 280.000 lượt xem. TikTok sau đó đã xóa 2 trong số các video vi phạm sau khi chúng bị CNN gắn cờ cảnh báo. Trên mạng xã hội Twitter đã có hơn 1.250 bài đăng từ các tài khoản liên quan đến thuyết âm mưu của QAnon về các cuộc biểu tình có chứa các thông tin bạo lực kể từ ngày 1 tháng 1. Các bài đăng từ tài khoản có liên quan đến QAnon đã trích dẫn lại một bài đăng khác với thuyết âm mưu vô căn cứ rằng Đảng Dân Chủ, các nhà hoạt động chống lại phân biệt chủng tộc Black Lives Matter và những người phản đối Antifa đang lên kế hoạch sát hại những người ủng hộ ông Trump. Phần lớn ý kiến cáo buộc những người biểu tình xâm nhập tòa Quốc hội Mỹ hôm qua là người ủng hộ của Tổng thống Trump, nhưng cũng có ý kiến cho rằng là nhóm kích động biểu tình bạo lực là phe chống lại ông Trump và nhân lúc tranh tối tranh sáng này để khiến mâu thuẫn giữa hai phe càng trở nên sâu sắc hơn. Và vụ xâm nhập chưa từng có tiền lệ khiến người ta liên tưởng đến bộ phim Nhà Trắng Thất Thủ. Nước Mỹ đang chia làm hai phe trước sự việc, với phần lớn đều cáo buộc những người tấn công Quốc hội là người ủng hộ Tổng thống Trump. Phe còn lại, ít người hơn, gồm những người trung thành với ông Trump, phủ nhận các thông tin trên báo đài và cho rằng sự việc là do các nhóm khác kích động. Tổng trưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, cũng nằm trong nhóm thiểu số đó. Theo phân tích của đài NBC, có hơn 7.000 bài viết khẳng định các nhóm chống ông Trump như Antifa là người đã kích động bạo lực ở điện Capitol. Mỗi bài viết này thì nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Tổng thống Trump thì cũng từng cáo buộc các nhóm Antifa đứng đằng sau những vụ bạo loạn và cướp phá, viện cớ ủng hộ người da màu hồi năm ngoái. Và vụ bạo loạn tại điện Capitol đã khiến cho các chính trị gia coi đây là vụ tấn công chưa từng có tiền lệ tại Mỹ, và những thiếu sót an ninh được cho là góp phần đáng kể khiến cho bạo động đạt được sức tàn phá như vậy. Giới hành pháp Mỹ nhận định vụ bạo loạn tại điện Capitol đã làm lộ ra một trong những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ gần đây. Trong khi với những sự kiện như lễ nhậm chức tổng thống, các cơ quan an ninh lên rất nhiều kế hoạch chi tiết, thì ở phiên họp kiểm phiếu bầu tổng thống lần này của Quốc hội Mỹ, các phương án bảo vệ lại ít hơn nhiều, dù trước đó đã có nhiều thông tin cho thấy nguy cơ bạo loạn của người biểu tình quá khích. Lực lượng an ninh điện Capitol đã không yêu cầu trợ giúp trước từ các cơ quan liên bang khác như Bộ An ninh Nội địa để bảo vệ tòa nhà. Ban đầu, vụ bạo loạn hầu như chỉ do lực lượng cảnh sát điện Capitol xử lý.
Nhiều giờ sau, các lực lượng vũ trang khác mới tiếp ứng. Lực lượng an ninh được đào tạo để ngăn người biểu tình tới gần những bậc thềm ngoài trời nhằm đảm bảo khu phức hợp như một tòa thành. Tuy nhiên, có quá nhiều cửa sổ và cửa ra vào nên rất khó bảo vệ tất cả. Cảnh sát cho biết, một khi không thể kiểm soát được các bậc thềm, họ cũng mất luôn khả năng kiểm soát ở cửa ra vào và cửa sổ.